Xin chào, mình là Tayo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Có đây không ta? Rốt cuộc có báo đâu chứ? Ai vậy? Ta là người hướng dẫn tìm ra kho báu trong huyền hóa. Người hướng dẫn tìm kho báu hả? Một xe buýt tham lam như nhà ngươi sẽ không bao giờ tìm được kho báu. Ngươi không chịu rời khỏi đây, ta sẽ ăn thịt ngươi. Kho báu của mình. Sáng hôm nay, Pat và Rookie đến xưởng sửa chữa để bảo dưỡng. Nhìn có vẻ như là cần phải sửa chữa nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay công việc bận rộn quá nên giờ mới tới được. Bận tới mức tụi anh không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Việc nhiều quá làm không xuể. Nhiều khi anh cũng muốn nghỉ việc cho khỏe đây. Cậu nói gì vậy Rookie? Pat, em sẽ ưu tiên sửa cho anh trước. Đầu tiên mình cần phải thêm dầu động cơ vào. Hả? Hết dầu bôi trơn động cơ rồi. Làm sao bây giờ? Chào chị Hana. Hả? Hôm nay chị thế nào? Các em có thể giúp chị một điều được không? Các em tới kho lấy cho chị một ít dầu bôi trơn nha. Để em đi lấy cho. Để xem nào. Ô, nó kia rồi. Cái gì đây? Hả? Tayo đi đâu lâu quá vậy? Hả? Gì vậy? Tín hiệu đèn giao thông lại bị hư nữa rồi hả? Pat, tôi nghĩ là chúng ta cần phải quay về làm việc gấp. Hana, tôi sẽ quay trở lại để bảo dưỡng sau. Cũng được. Hy vọng là anh ấy không sao. Nè mọi người. Hả? Mình tìm thấy một bản đồ kho báu rồi. Bản đồ kho báu hả? Điểm này chắc là nơi cất giữ kho báu đây mà. Em nói đúng phải không chị? Đây chắc chắn là bản đồ tìm kho báu. Chắc chắn là ở đó sẽ có một kho báu khổng lồ được chôn giấu luôn. Kho báu khổng lồ. Mọi người ơi, nhìn nè. Nhìn vào điểm này đi. Nó chẳng phải là ký hiệu của xưởng sửa chữa ư? Chị Hana nói đúng đó. Vậy là kho báu đang ở gần đây thôi. Có lẽ vậy. Chúng ta có nên tìm trên máy tính không? Hãy thử đặt nó ở đây nào. Nè, đây chính là khu vui chơi bãi đậu xe. Vậy là kho báu đang được cất giữ trong khu vui chơi ở bãi đậu xe. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chia nhau đi tìm kho báu thôi. Yeah, nếu mọi người cùng nhau tìm kiếm chắc sẽ nhanh thôi. Anh phải tới chỗ này một chút mới được. Là sao? Gặp lại mọi người sau nha. Nè anh Rogi. Em không muốn đi tìm kho báu đâu. Anh Gani, mình đi chơi đi anh. Hả? Nhưng mà... Thôi mà, đi chơi đi. Hả? Cũng được. Hả? Nè mọi người. Chuyện gì vậy? Sao mọi người đi hết rồi? Tayo đã đến khu vui chơi để tự mình đi tìm kho báu. Mọi người mà cùng nhau đi tìm kho báu sẽ vui lắm. Hả? Là anh Rogi. Mình nhất định phải là người đầu tiên tìm ra kho báu. Mình cứ tưởng anh Rogi có việc phải đi rồi. Vậy là anh muốn tìm kho báu để giữ cho một mình anh thôi. Hả? Anh cũng muốn đi tìm kho báu với Tayo. Chuyện về kho báu đó anh có muốn đi tìm với em không? Vậy thì lẽ ra chúng ta nên đi với Tayo ngay từ đầu kìa. Anh không hiểu gì hết hả? Nếu làm vậy thì kho báu sẽ bị chia nhỏ. Nhưng mà... Vậy tóm lại là anh không muốn đi với em cái gì? Không phải như vậy. Anh Gani à, anh giúp em một tay đi nha. Cũng được. Quang hô, mình đi nhanh lên. Chờ anh với. Có đây không ta? Rốt cuộc có báo đâu chứ? ai vậy? Ta là người hướng dẫn tìm ra kho báu trong nguyên quả. Người hướng dẫn tìm kho báu hả? Một xe buýt tham lam như nhà ngươi sẽ không bao giờ tìm được kho báu. Ngươi không chịu rời khỏi đây, ta sẽ ăn thịt ngươi. Hy vọng là anh Tayo vẫn chưa tới đó trước mình. Đó chính là anh Rogi mà. Sao anh ấy bỏ chạy vội vã vậy? Lani, Gani, Tayo, sao hai người ngạc nhiên vậy? Mọi người cũng đến đây tìm kho báu đúng không nè? Đâu có. Bộ có ai khác ở đây nữa hả anh? Anh Rogi đã cố tình đến đây và cố tìm kho báu một mình đó. Anh ấy muốn giữ kho báu một mình nên anh mới hù ảnh một trận luôn. Thì ra anh Tayo làm anh Rogi sợ hãi bỏ chạy. Mình phải làm sao để anh Tayo rời khỏi đây? Anh Tayo, thật ra tụi em tới đây tìm anh đó. Sao? Nhưng tìm anh làm gì? Chị Hana nói là cần anh giúp một việc rất gấp á. Đúng không anh Gani? Đúng vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa tìm được kho báu. Anh đi nhanh lên đi, hình như chuyện quan trọng lắm luôn á. Được rồi. Anh đi đây. Lani, tại sao em nói như vậy? Em xin lỗi vì đã nói dối anh Tayo, nhưng mà em không còn cách khác. Thôi mình mau tìm cho ra kho báu đi. Thôi được. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Em không thể tin là mình không tìm ra gì hết. Dù sao chúng ta cũng nên đi tìm kho báu cùng với mọi người chứ. Hai người nữa. Tại sao lại nói dối mình chứ? Hai người muốn đưa mình ra khỏi chỗ này đúng không? Hả? Có chuyện gì vậy? Thì anh cũng là người đuổi anh Rogi đi còn gì. Cái gì? Em vừa nói cái gì hả? Anh Rogi, Tayo, em đã giả làm chiếc xe quái thú trong truyền thuyết để đuổi anh phải không? Thì tại vì anh muốn tìm và giữ kho báu một mình đó. Các bạn, dừng lại hết đi. Sao mấy đứa lại cãi nhau thế kia? Dạ thưa chú, chuyện là... Tất cả tại vì kho báu bí mật. Hả? Kho báu bí mật? Các cháu nói là kho báu đang được giữ ở nơi đánh dấu trên bản đồ sao? Vậy thì các cháu có tìm được chưa? Dạ chưa. Hả? Hana, cái bản đồ có vẻ cũ lắm rồi. Hình như đó là xưởng sửa chữa cũ. Chú nói đúng rồi. Hồi trước xưởng sửa chữa ở đó mà. Sao chứ? Vậy đó là nơi nào ạ? Để chị xem. Bây giờ chúng ta hãy chuyển trọng điểm vào xưởng sửa chữa cũ. Hả? Đó là công viên cũ. Bây giờ đã thành công trường xây dựng. Công trường xây dựng. Cảm ơn chú Sito. Trời ơi anh ơi. Mệt quá Cái gì đây trời? Chạy nhanh như vậy nguy hiểm quá. Mấy đứa này thiệt là. Đi thôi Pat. Được rồi. Gì vậy? Kho báu hả? Đúng vậy, nó được chôn ở đâu trong khu vực này nè các bạn. Nhưng mà tụi mình đã đào bới cả khu này rồi. Phải, bọn mình chưa tìm thấy kho báu nào ở đây. Đúng đó, nhưng mà còn một nơi mà chúng ta chưa đào tới. Đó chính là cây cổ thụ đằng kia kìa. Là cái cây này nè. Wow. Vậy cố gắng đào đi Poco. Mình đang cố đây. Có cái gì đó ở đây à? Kho báu xuất hiện rồi đúng không? Mấy cái đứa này chạy nhanh như vậy thật là nguy hiểm quá. Mấy đứa chạy quá tốc độ rồi đó nha. Chú Rookie, chú Pat. Sao mà mấy đứa rủ nhau chạy ẩu hết trơn vậy? Tại vì tụi cháu đều muốn tìm được kho báu. Kho báu hả? Chú Rookie, chú mở cái hộp giúp tụi cháu được không? Kho báu đây đó hả? Được rồi, để chú mở nó cho. Cái gì hả? Đây đâu phải là kho báu đâu. Cháu có sao không? Kể từ ngày hôm đó, giấc mơ của chú là được trở thành cảnh sát. Và chú đã cất giấu cái phù hiệu cảnh sát này ở một nơi bí mật trong một cái hộp kho báu. Và dự định sẽ mở cái hộp này ra khi mà chú đã trở thành cảnh sát. Chú không ngờ là nó vẫn còn nằm ở đây. Wow. Vậy là chú đã làm được những điều mà chú mong ước. Chắc là vậy. Tụi cháu không hề biết chuyện đó. Vậy là chúng ta cãi nhau mà chẳng vì cái gì hết. Tayo, anh xin lỗi vì đã nói dối. Mình cũng phải xin lỗi. Không đâu, mình cũng có lỗi mà. Vậy thì giờ mình đừng có cãi nhau nữa nha. Cảm ơn các cháu. Đối với chú, nó là kho báu quý giá nhất. Dạo này công việc của chú căng thẳng, nhưng giờ có các cháu, chú đã cảm thấy thoải mái hơn. Thật. Nhưng mà dù gì cũng không được chạy nhanh nữa đâu. Cuối cùng thì mọi người cũng tìm được một kho báu. Nhờ có những chú xe buýt nhỏ, Rookie và Pat càng có thêm động lực để làm việc.